No, cái này chưa chín đâu, cái này nè. Mình bị héo rồi nè. Nè, thấy chưa? Này Con hái đi, con hái gì hấu đi. này nó hai phân nè. Ừ, không, cái này chưa có chín đâu, cái này nè. Cái lá, cái lá nó Hai héo. phân ăn được không? Nè, con hái đi. Nè. Chín rồi nè. Wow. Wow. Ui. Có cắt ăn ngọt không? Ngọt không? Ngon không? Ngon. Mẹ chồng trước Tết Việt tới giờ á được mấy trái. Wow, ngon không? Đi chăm trẻ cho ba miếng kìa. Ngon không?